thì hiện tại Bùi Anh Tuấn đang thực hiện những cảnh quay cho MV mới nhất và sắp tới Bùi Anh Tuấn sẽ đưa ra, rồi với tất cả những cái dự án mà Bùi Anh Tuấn đã dự định lên cho riêng mình. Và để vượt qua được cái khối lượng công việc khổng lồ như thế thì đối với Bùi Anh Tuấn thì thực sự cũng không quá khó, bởi vì cái thứ nhất là mình luôn luôn có niềm đam mê âm nhạc này, cái thứ hai là luôn luôn có được cái tình cảm nhỏ nhưng mà lại rất to của tất cả mọi người đã dành tặng Bùi Anh Tuấn trong suốt thời gian vừa qua. Và một cái bí quyết nữa, một bí quyết mà Tuấn rất may mắn được biết đến ở trong dịp Tết vừa rồi trong MV Tết, đó chính là nước uống Bucari. Nước uống Bucari thì mang lại cho tất cả mọi người ba yếu tố rất đơn giản thôi. Cái thứ nhất là bù đắp cái lượng nước bị mất đi. Cái thứ hai là luôn luôn tràn đầy sức khỏe. Và cái thứ ba là tràn đầy năng lượng. Và tôi nghĩ là ba yếu tố này sẽ luôn luôn là ba yếu tố thực sự rất quan trọng để mọi người có thể tiếp tục cái công việc của mình trong cuộc sống. Và hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn luôn tràn đầy sức khỏe, tràn đầy năng lượng này. Để biết rõ hơn về nước Bucari thì mọi người hãy cùng Bùi Anh Tuấn click vào đây nhé. Chào tất cả quý vị các bạn, chúng ta đang được quay trở lại với chương trình giao lưu âm nhạc trực tuyến cuối tuần cùng với nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn và còn một vị khán giả cuối cùng nữa thôi. Xin mời phòng kỹ thuật có thể nối máy giúp chúng tôi được không ạ? Xin chào chương trình âm nhạc cuối tuần, em chào anh Đậu và em chào anh Tuấn. Từ lâu em đã là fan hâm mộ của anh. Hôm nay em rất vui vì được nối máy tham gia chương trình. Em không may mắn như các bạn khác được đi xem anh hát thường xuyên. Em phải nhốt mình trong bệnh viện để điều trị căn bệnh ung thư của mình. Nhưng em mạnh mẽ lắm. Em không muốn bỏ cuộc vì em yêu cuộc sống này. Và em còn có âm nhạc của anh nữa. Anh Tuấn ơi, anh có thể hát cho em nghe ca khúc mới của anh được không? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn sự chia sẻ rất là chân thành của bạn. Và ngay sau đây, ca sĩ Bùi Anh Tuấn sẽ gửi đến bạn ca khúc Buông của nhạc sĩ Nguyễn Duy sáng tác. Ca khúc này cũng như một lời chúc của toàn bộ ekip chương trình gửi đến bạn, chúc bạn mau chóng vượt qua được căn bệnh của mình. Don't care about anything, dùng đưa thương mi sẽ có lắm nước mắt tuôn rơi.
Phút âm êm, một ngày đông đến.